Người khác 5 tuổi vẫn còn đang bú sữa, còn anh 5 tuổi thì đã viết nhà kiếm tiền. Không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn, Thái Khôn Hư mà ngay cả thực tập sinh thần tượng cũng muốn ký hợp đồng với anh. Trong lúc ban tổ chức chương trình đang bị chỉ trích dữ dội, bọn họ còn thực hiện một động thái vô cùng cố ý. Họ đưa tập 2 của chương trình giọng hát Trung Quốc lên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên, lượng xem nhanh chóng vượt qua con số 1 tỷ. Nhưng những Giang Cư Mận biết rõ sự thật về chương trình chắc chắn sẽ không chấp nhận. Họ chỉ trích ban tổ chức chương trình tới cùng, thậm chí phát hiện rằng trong phần biểu diễn của Thổ Thân, khẩu hình của Thổ Thân rõ ràng không khớp với nhạc, thậm chí microphone cũng cầm ngược. Sau đó, một vòng tranh luận mới được mở ra công kích chương trình. Trên màn hình, gã này còn kêu là Thổ Thân, sao không kêu là Càn Khôn luôn đi? Tôi sẽ sử dụng công pháp Càn Khôn Đại La Di để đối phó với họ. Ông già bấm ngón tay, anh ta là con riêng của ban tổ chức chương trình. Trong đêm tối u ám đó, tiếng kêu bi ai của con lợn lái ở làng bên cạnh không ngừng vang lên và anh ta đã ra đời. Đúng lúc này, fan hâm mộ của Thổ Thân cũng không thể chịu đựng được sự chỉ trích này. Công lý có thể đến trễ nhưng chắc chắn không bao giờ vắng mặt. Sau đó, các fan hâm mộ của Thổ Thân cũng đã tham gia vào đội ngũ chỉ trích anh ta. Anh ơi, không phải là em không giúp anh, mà là lực lượng của đối phương đang áp đảo em quá mức. Thật khó khăn, mong mọi người like, comment và share để giúp đỡ. Trong khi đó, ca khúc mới của Lý Nguyệt Trúc đang cực kỳ hot. Không chỉ có lượng nghe đáng kinh ngạc, số người đăng ký người dùng mới cũng vượt qua con số 5 triệu. Lúc này công ty âm nhạc Nhược Trí không khỏi ghen tị. Họ một lần nữa tìm đến Lý Nguyệt Trúc. Mặc dù điều kiện rất tốt, nhưng vì lần đầu tiên đề xuất hợp tác bị coi thường nên đã bị từ chối. Tại thời điểm này, chủ sở hữu của nền tảng âm nhạc Nhược Trí đã tìm hiểu nguyên nhân thất bại trong việc ký hợp đồng và Trương Đại Thụ trở thành người chịu trách nhiệm. Ngô Chủ Quan cũng bị sa thải theo. Sau đó, hai người đã có cuộc đấu tranh quyết liệt trước cửa công ty, oánh và giật tóc của nhau. Dám kéo tóc của tao, vải cả chu bin, mày có tin là tao nhổ hết lông tóc của mày không? Trong khi đó Lý Nguyệt Trúc đang ngồi tính toán tại nhà. Tiểu gạo nếp, ước tính tháng này chúng ta có khoảng 3 năm tỷ. Mẹ ơi, mỗi ngày chúng ta trở về nhà đều phải sống trong sự nơm nớp lo sợ. Hay là chúng ta đổi nhà đi? Và chính vào lúc khi anh và mẹ đang thảo luận về việc mua nhà, chuông cửa bất ngờ vang lên. Sau đó, anh đi ra mở cửa và nhìn qua mắt mèo, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trong tay cầm theo một chiếc túi. Người này chính là đạo diễn Đường. Lúc mẹ anh đang chuẩn bị đóng cửa, người đó bất ngờ đưa một chân vào trong. Cô Lý đừng như vậy. Như câu nói có bạn từ xa đến thăm nhà, sau đó anh nghiêm túc tiếp lời. Có bạn từ xa đến, nhất định phải có ý chịu khổ, lao động cơ bắp, tận hưởng cơ thể. Gậy đập vào đầu làm rối loạn tâm thần và thể chất, hơi thở mỏng manh như sợi tơ, sớm bước vào thế giới cực lạc. Trong khi đó mẹ anh lại bồi thêm một câu, lời này có ý. Nếu là người bình thường, sau khi trải qua sự chà đạp của anh như vậy, chắc chắn sẽ tìm một cái hố để chui vào. Nhưng không ngờ rằng da mặt của anh ta lại dày như vậy, lại không hề di chuyển. Thật ra mục đích là này của anh ta đến đây là muốn mẹ của anh quay lại, đồng thời họ còn bỏ ra 17 tỷ 500 triệu phí xuất hiện. Và thậm chí họ còn nói rằng có thể để ngôi vị quán quân cho mẹ anh. Sau khi nghe những yêu cầu vô lý của đạo diễn Đường, cả anh và Lý Nguyệt Trúc đều tỏ ra khinh bỉ. Trong lúc đó cả hai người liền đồng thanh nói, hút. Sau đó cô ấy liền đá cho anh ta một cái. Tiếng sấm sét vang lên, cửa cũng đóng lại. Cuối cùng bọn anh cũng đã đuổi đi được tên đạo diễn Đường này đi. Anh ngay lập tức nói với cô ấy, mẹ ơi, nơi này không an toàn nữa rồi. Hay là chúng ta đến ở tạm khách sạn trong vài ngày, rồi đợi khi nào có thời gian chúng ta đi xem nhà được không? Chính vào lúc này, điện thoại của cô ấy đột nhiên reo lên. Cô ấy nhờ người đi xem nhà đã có tin tức rồi. Căn biệt thự trị giá 8-7 tỷ 500 triệu, hiện tại trong tay cô ấy cũng vừa đủ có thể để đặt cọc nó. Hôm sau khi bọn anh đi xem nhà xong. Tuy nhiên, bọn anh không thể chuyển vào ngay lập tức mà tạm thời ở khách sạn. Trời ơi, cái bể bơi này vừa trắng vừa to quá đi, anh bất ngờ lên tiếng, thảo nào mà khách sạn này đắt đỏ như vậy, hóa ra đắt là ở chỗ này. Sau đó, Lý Nguyệt Trúc cũng đến gần, nhìn theo hướng của anh. Lúc này cô ấy liền ngại ngùng đỏ mặt, liền vội vàng đóng rèm cửa sổ lại, đồng thời véo tai của anh. Này, tiểu gạo nếp, con đúng là tiểu háo sắc mà lại dám nhìn những thứ đồ này. Đừng xem nữa, cho con chơi điện thoại này. Ngay lúc đó, anh phát hiện một tin nhắn gây sự chú ý với anh. Weibo chính thức chương trình Tôi Là Ca Sĩ. Xin chào cô Lý, tổ chương trình chúng tôi muốn mời cô hợp tác. Nếu cô quan tâm, hãy liên hệ với tôi. Anh nhanh chóng gọi mẹ đến để xem. Chương trình này chủ yếu là về các ca sĩ tài năng và kể từ khi mẹ anh tiến bộ vượt bậc về khả năng hát, trái tim chiến đấu của cô ấy đã trỗi dậy. Cô ấy muốn cạnh tranh với những ca sĩ có thực lực để xem ai vượt trội hơn.
Sau đó, Lý Nguyệt Trúc lấy lại điện thoại và gọi điện cho đội ngũ chương trình để thảo luận về việc hợp tác. Đối phương đề xuất mức phí xuất hiện là 3 tỷ 500 triệu. Sau đó Lý Nguyệt Trúc liền ống một ngụm sữa và lấy ra một viên kẹo sữa trắng to từ túi, bóc ra và cho anh ăn. Cô ấy luôn là như vậy, giống như Doraemon vậy, chiếc túi của cô ấy luôn đầy những điều bất ngờ. Vậy mẹ đã đồng ý chưa? Mức phí xuất hiện hơi thấp nên mẹ đã từ chối rồi. Đối phương nói muốn gặp mặt để thảo luận. Hiện tại Lý Nguyệt Trúc đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt sau khi ca khúc Sứ Thanh Hoa ra mắt, giá trị của cô ấy đã tăng lên và cô ấy đã trở thành một ngôi sao hàng đầu. Đối với một ngôi sao hàng đầu, mức phí 3 tỷ 500 triệu chỉ là một món hời. Sau đó, anh nói rằng tốt nhất nên tăng lên tỷ đồng. Hôm sau, anh cùng mẹ đi gặp đại diện chương trình và sau một cuộc thương lượng, mức phí xuất hiện đã được nâng lên thành 7 tỷ đồng. Các thí sinh mà chương trình mời tham gia phần lớn đều là những thí sinh ít người hâm mộ, vì vậy họ cần Lý Nguyệt Trúc, một ngôi sao có sức hút cao để tạo hiệu ứng cho chương trình, cho nên chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của cô ấy. Sau đó, hai bên đã thân thiện ký kết hợp đồng và xác nhận tham gia chương trình. Anh bắt đầu quảng bá, từ lúc mẹ anh nổi tiếng từ bài hát Sứ Thanh Hoa, hiện tại đang đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau. Bạn nghĩ sao? Rất đỉnh phải không? Ngoài ra, có rất nhiều Giang Cư Mận đã viết lại ca khúc Sứ Thanh Hoa và đăng lên video ngắn, lượt xem cũng không thấp. Trong đó, phiên bản học trò của Sứ Thanh Hoa là nổi tiếng nhất, với các câu chuyện như màu trời xanh ngát chờ đợi mưa xoáy, những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Người học kém được cứu vớt, viết ra một kết thúc như đứt dây. Không ai quan tâm đến nước mắt trong mắt bạn. Anh nghe một lần và không khỏi thán phục với các tác phẩm của cộng đồng mạng. Sau đó, anh đăng nhập vào tài khoản Weibo của mẹ và cập nhật một bài viết: các bạn thân mến, tôi sẽ tham gia chương trình Tôi Là Ca Sĩ. Khi đó, tôi sẽ trình bày phiên bản sáng tác lại của ca khúc Sứ Thanh Hoa. Nếu hỏi về chất lượng thế nào thì tôi chỉ có thể nói rằng tất cả những người đã cải biên bài hát này đều là những người anh em. Ngày hôm sau, đội ngũ chương trình đã sớm phái xe đến dưới tòa nhà đợi. Bài viết trên Weibo ngày hôm qua đã trở nên rất hot với 500.000 lượt thích, 200.000 bình luận. Trong đó có một bình luận nói, Sứ Thanh Hoa mãi đỉnh. Mặc dù những lời anh nói có phần kiêu ngạo, nhưng chúng không gây phản cảm cho cộng đồng mạng. Thay vào đó, chúng đã khơi dậy sự mong đợi của họ. Được rồi, đừng nghịch điện thoại nữa. Lý Nguyệt Trúc liền lấy lại điện thoại di động và ôm anh đi theo nhân viên vào trong. Trong phòng tập hợp 6 ca sĩ, sự xuất hiện của hai người bọn anh đã thu hút sự chú ý của họ. Sau đó, họ đều đến gặp bọn anh. Chào cô Lý Nguyệt Trúc, tôi rất thích bài hát Sứ Thanh Hoa của cô, còn có bài Yêu Anh nữa. Lý Nguyệt Trúc liền đỏ mặt trước nhóm người này, cô ấy không dám tự xưng là tiền bối. Thay vào đó, cô ấy liên tục khen ngợi mọi người. Bất ngờ, một cô gái dễ thương liền hỏi, cô Lý Nguyệt Trúc, tôi rất thích con trai của cô. Mẹ anh bỗng dưng đứng im tại chỗ, cô bé này thật đáo để, dám công khai tỏ tình với con trai của cô ấy trên sóng truyền hình. Lý Nguyệt Trúc nhìn cô gái đó một cái, trong lòng thầm lắc đầu. Mặc dù cô gái này khá xinh đẹp, nhưng sẽ không có kết quả với con trai của cô ấy đâu, vì cô gái lớn hơn Lý chị 10 tuổi. Khi Lý Nguyệt Trúc chuẩn bị nói để chặn đứng suy nghĩ đó, cô gái đó nhanh chóng sửa lại, ý của tôi là, tôi rất thích bài hát Hiệp Sĩ Lợn của con trai cô. Yeah,